Thưa quý vị, hơn 60 tiếng đồng hồ trôi qua, người thân và hàng ngàn người dân trong cả nước luôn dõi theo hành trình giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt xuống trụ bê tông sâu 35 mét ở Đồng Tháp. Thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật đến giờ lên sóng, hiện cơ quan chức năng đã xới được 31 trong tổng số 36 mét theo chiều dài cọc. Cứ vài mét đất nữa thì con sẽ được trở về với cha mẹ. Điều tất cả đều mong phép màu sẽ đến với con. 22 giờ 30 phút tối qua, khu vực hiện trường vẫn nóng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ. Các ống dắt thép có đường kính 1,5 mét dùng làm lồng trùm lại trụ bê tông và sau đó xử lý hết phần đất trong lồng ống. Lúc hơn 21 giờ, lực lượng chức năng tăng cường thêm 4 ống dắt này. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp thông tin tất cả sẽ nỗ lực hết sức mình để cố gắng đưa cọc bê tông lên trong sáng nay. Như chúng tôi thông tin, trước đó lúc 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé N cùng với ba bạn trong xóm vào công trình cầu Trọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt xác. Lúc đi qua công trình đang thi công, chẳng may bé lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án nhưng không thành công. Tông quá nhỏ, địa chất địa tầng phức tạp nên không thể nhổ cọc. Đây là cuộc giải cứu chưa từng có tiền lệ ở tỉnh Đồng Tháp với sự vào cuộc của rất nhiều bộ ngành và các đơn vị, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mong muốn sau cùng là đưa bé trai ra ngoài càng nhanh càng tốt. Chúng tôi còn trở lại nội dung này trong vấn đề hôm nay. Tai nạn, sự cố bất ngờ ập đến luôn vượt ngoài khả năng của con người. Những ngày qua, người dân khắp nơi trong cả nước luôn hướng về cuộc giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống cọc bê tông ở Đồng Tháp. Mỗi giây trôi qua, hy vọng càng mong manh hơn, nhưng với tinh thần là còn nước còn tát, tất cả cùng chào cuộc đưa bé trai ra ngoài sớm nhất. Mời quý khán giả cùng nhìn lại cuộc giải cứu chưa từng có tiền lệ này. Nơi bé trai rơi xuống trụ bê tông 35 mét. Việc tìm kiếm bằng máy móc vẫn đang diễn ra với sự cố gắng tới cùng của 350 con người. Lực lượng cứu hộ làm xuyên đêm, không nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục bơm oxy xuống ống trụ bê tông với hy vọng tìm sự may mắn. Sau gần 60 giờ cố gắng, đến hiện tại, việc cứu hộ cháu bé vẫn chưa có kết quả. Thưa quý vị, 60 giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi cháu bé rơi xuống trụ bê tông, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện phép màu sẽ đến, cầu mong một dấu hiệu của sự sống ở độ sâu 35 mét. Ngay trong hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Xây dựng khẩn trương quy động chuyên gia và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ công tác cứu nạn. Để tập trung cứu nạn đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, quy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết, tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất và kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn. Để phòng ngừa sự cố, tai nạn trong tương lai, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình, dự án, không để xảy ra sự cố, tai nạn tương tự. Ngay trong chiều qua, hơn 350 người, gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện, đại diện các sở ngành cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh, lực lượng công binh quân khu 9 có mặt ở hiện trường. Quân khu 9 cử lực lượng công binh với thiết bị chuyên dụng như máy nội soi thăm dò, thiết bị cưa cắt khối bê tông đến hiện trường giải cứu cháu bé. Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, cháu bé rơi trong lòng ống hẹp
Việc rơi từ độ cao từ trên thẳng xuống như vậy có khả năng bé bị đa chấn thương. Trong trụ bê tông không đảm bảo không khí, điều kiện lạnh và không được ăn uống nên tiên lượng rất xấu. Do đó, tỉnh có tính đến khả năng xử lý cấp cứu tại hiện trường hoặc mức độ xấu hơn thì cũng có phương án sẵn sàng hỗ trợ cho bé và gia đình. Dù cơ hội là rất mong manh nhưng không một ai bỏ cuộc, tất cả đều hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang dồn toàn lực để cứu hộ cứu nạn với tinh thần còn nước còn tát. Đây là vụ giải cứu chưa từng có tiền lệ tại tỉnh Đồng Tháp khi có sự tham gia của hàng trăm người, nhiều bộ ngành cùng vào cuộc và người dân cả nước ai ai cũng khắc khoải lo lắng và chờ đợi kết quả. Hình ảnh từ camera giám sát công trình ghi lại khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé cùng với ba bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt xác. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thanh Bình đến hiện trường. Ít phút sau, Công an tỉnh cử lực lượng hỗ trợ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn. Tại hiện trường, do miệng trụ bê tông quá nhỏ, nhân viên cứu nạn không thể thả dây leo xuống. Việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân. Lực lượng chức năng triển khai nhiều phương án cứu nạn nhân, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10 mét, vẫn không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ phải truyền ống oxy xuống hố, nước uống cũng được đưa xuống cho nạn nhân. Tối 31 tháng 12, khoảng 100 người cùng 3 máy xúc, 1 xe cẩu nỗ lực xuyên đêm giải cứu bé, nhưng đến sáng ngày 1 tháng 1, quá trình giải cứu bé vẫn không khả quan. Sang ngày thứ hai, lực lượng chức năng tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, chứ hy vọng đưa cháu bé ra ngoài nhanh nhất. Nhưng công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Chiều tối ngày 1 tháng 1, máy đóng cọc khoan nhồi bê tông công suất lớn được đưa vào hiện trường để quá trình cứu nạn khả quan hơn. Bởi tốc độ khoan của máy khoan cọc nhồi có thể khoan gấp nhiều lần máy khoan địa chất đang sử dụng. Tuy nhiên, sau vài tiếng sử dụng, máy khoan cọc nhồi dừng công việc do hoạt động không như dự tính. Sáng ngày 2 tháng 1, lực lượng cứu hộ chuyển phương án sang thận trọng, chắc chắn để đảm bảo an toàn cho bé. Phương pháp khoan xoắn ốc được đưa ra. Việc áp dụng khoan xoắn ốc để cố định đất tốt hơn, tránh cọc bê tông bị xô lệch, dẫn đến trường hợp bị gãy mối nối cọc bê tông, nguy hiểm cho bé. Các bình oxy được đưa đến hiện trường để nạp liên tục vào miệng hố bằng các máy bơm cùng dây truyền khí dài khoảng 40m. Mỗi bình khí dùng trong khoảng 1 tiếng, sau 18 giờ cứu hộ thay gần 20 bình loại 10kg. Tối qua, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết 6 cọc được 31 trong tổng số 36m, chỉ còn khoảng 5m nữa để đất mềm ra. Được biết, xối cọc là tác động hỗ trợ của tia nước áp lực sẽ giúp cho công việc đóng cọc dễ dàng hơn. Sự rung động cũng giảm 50%, tiếng ồn giảm 35%, đồng thời giảm ma sát bề mặt cọc nhờ tác động dòng nước. Đây là phương án ưu tiên sau khi làm mềm đất đá, kéo ống bê tông lên mặt đất. Lực lượng sẽ cho nội soi để dò tìm vị trí và cắt ống để cứu hộ nạn nhân nhanh chóng. Dự kiến trong sáng nay sẽ hoàn thành việc giải cứu. Sẽ có rất nhiều sự giá như đầy xót xa lúc này. Giá như các em không đi vào khu vực nguy hiểm đó. Giá như miệng trụ bê tông có che chắn. Đành rằng tai nạn là điều không ai mong muốn, nhất là với trẻ em, bởi nhận thức của các em với những mối nguy hiểm xung quanh là chưa đầy đủ. Và lúc này, kiếp cầu mong phép màu sẽ đến với đứa bé. Và thông tin liên quan đến cuộc giải cứu này được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.